chúng ta cái sự bình an. Chúa nói ta ban cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian ban cho. Lòng các con chớ hề bối rối và đừng có sợ hãi, mà phải vững tin nơi Chúa. Ông Phaolô, còn ông Phaolô bao nhiêu tháng năm phục vụ Chúa và kinh nghiệm sống đã thốt lên trong thư gửi cho ở Thánh Philip đoạn 4 câu 7: sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ vượt quá mọi sự hiểu biết của con người. Hiểu biết và ý tưởng của con người. Ông nói gì? Ông nói sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự bình an của Chúa nó chẳng phải ở bên ngoài, nhưng mà sự bình an của Chúa nó sẽ vượt quá cái suy nghĩ, quá cái khôn, quá cái suy nghĩ, cái tư tưởng của mình. Và sự bình an đó nó đặt ở trong tâm lòng của chúng ta. Giữ tâm lòng của mình, ban cho mình có sự bình an. Và tôi sẽ nghĩ là chị Tùng đã kinh nghiệm cuộc đời của mình, từng trải cuộc đời của mình, ở với Chúa, đồng đi với Chúa, đem nhiều người đến với Chúa. Và Chúa có chương trình kế hoạch cho mỗi người. Tin chắc rằng Chúa là đấng yêu thương, Chúa là đấng ban sự bình an cho chị, cho cô Hiệp, cho các cháu ở trong gia đình. Và mình cứ an tâm, Chúa có cách hết. Chúa có cách, Chúa sẽ ban cho mình cái sự bình an ở trong tư tưởng, ở trong lòng của mình, giữ gìn tấm lòng mình ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, mà ở trong Chúa Giêsu Christ mà chúng ta có sự bình an thật. Amen. Vì vậy cho nên trong câu 21 này thì Chúa Giêsu làm gì quý vị? Chúa Giêsu chúc bình an xong rồi thì Chúa làm gì? Nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Cha đã sai Ngài hoàn thành sự cứu rỗi, bây giờ Ngài sai họ truyền giảng sự cứu rỗi. Và cái trách nhiệm của mỗi chúng ta ngày hôm nay là truyền giảng sự cứu rỗi. Mặc dù Chúa đã hoàn thành sự cứu rỗi, song nhân loại vẫn còn bị hư mất. Nếu mà họ không nghe, không biết, vì vậy các môn đồ và các tín đồ trải qua các đời, kẻ trước người sau phải gấp rút phổ biến sự cứu rỗi của Chúa cho nhân loại ở các mọi nơi trên trái đất. Nếu mà tin lành, Chúa nói bữa hổm là tối thứ sáu, tối thứ năm bây giờ kinh thánh, Chúa nói tin lành thì nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp đất, thì ấy là Chúa sẽ đến, đúng không? Chúa sẽ đến, đúng không? Mà nếu mà tin lành chưa giảng ra khắp đất thì Chúa chưa đến. Mà nếu mà dấu hiệu ra tin lành giảng ra khắp đất thì Chúa sẽ đến. Mà nếu mà những người mà trên miền cao mà họ chưa nghe biết tin lành, nếu mà họ có phạm tội thì Chúa, tôi nghĩ Chúa sẽ xét theo lương tâm. Còn nếu mà những người bạn mình, bà con mình, mà anh em mình là làm chứng về tin lành, mình đã làm chứng về Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, đấng đã đến thế gian chịu chết đổ huyết ra đền tội cho nhân loại, trong đó có chúng ta và có những người mình làm chứng, mà họ không tin đó quý vị, thì họ sẽ bị đón xét. Còn những người mà chưa có biết tin lành, như ông bà mình hồi xưa giờ đời này đời kia tin lành đến Việt Nam khoảng 100 năm, phải không? Hơn 100 năm. Mà trước đó nữa 1000 năm, 2000 năm, bà ông bà mình chưa tin Chúa, tôi nghĩ Chúa sẽ xét lên lương tâm mình, được lo an tâm mà tin Chúa. Đừng có nói thôi giờ ông bà tôi không biết có đi lên thiên đàng, thôi giờ tôi không tin đâu, coi lỡ gì tôi lên thiên đàng ở một mình rồi ông bà tôi không lên đâu. Đừng có lo cái chuyện đó. Chúa là đấng công bằng. Amen. Chúa là đấng công chính, Ngài là quan án công bình. Mà nếu mà tin lành chưa giảng ra thì tôi nghĩ là Chúa có cách, Chúa sẽ xét đó tùy cái đó chuyện của Chúa. Mình cứ an tâm, tại vì ở đây chúng ta thấy là cái bổn phận của mình đó là mình phải đem sự cứu rỗi. Mình tin Chúa rồi, không phải chỉ có mục sư ban chấp sự, nhưng mà mỗi người, Chúa nói tất hết thải mọi quyền phép trên đời dưới đất đã giao cho ta. Này các ngươi hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con mà làm lễ báp têm cho họ và dạy họ giữ hết thải mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế.
Đây là cái mệnh lệnh cuối cùng mà Chúa giao cho tất cả mọi người chúng ta. Và Kinh Thánh có một cái sứ đồ đồng 1 câu 8 nói gì? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi hãy nhận lấy quyền phép mà làm chứng về ta tại đền thờ Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Và ai nấy phải hoàn thành nhiệm vụ trong cái phạm vi mà quan hệ của mình Chúa ban cho mình ở trong phạm vi. Mình nói ít hay nói nhiều, đó là cái bổn phận của chúng ta. Chúng ta phải rao giảng, vì chúng ta không biết cái người đó Chúa định hay là Chúa người đó bị hư mất hay người đó được cứu. Thì cái bổn phận của mình là mình không biết được, Chúa thì biết. Nhưng mà Chúa giao cho quý ông bà anh chị em, mình nói một lần, ít nhất một lần, nói gì Chúa cho anh em chúng ta. Điều thứ tư.